chào tất cả các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu một bếp mới tên là T900. Bếp này có khả năng chống côn trùng, nước đều từ trong ra ngoài, bán kính là 0 đến 3 mét rưỡi, có van điều chỉnh và đầu nối dẫn cắm 5 ly, rất là phù hợp cho các kiểu tưới. Hiện tại tôi đang sử dụng chân cắm là 45 cm, ống DPE 6 ly. Sau đây tôi xin test chiếc bắp này đang phun thế nào. Có van điều chỉnh, miếng chặn nước. Đây là miếng chặn nước. Bắp phun cực đều, mịn. Miếng chặn nước này để giới hạn bán kính. Khi chúng ta có miếng chặn nước thì bán kính chỉ là 70 phân đến 1 mét tùy áp lực. Hiện tại có miếng chặn nước thì tôi đo được bán kính là 1m6 đến 1m7. Khi cây nhỏ thì chúng ta để miếng chặn nước này, khi cây lớn thì chúng ta có thể bẻ miếng chặn nước này đi. Miếng chặn nước này rất là tiện dụng, như là chúng ta có thể bẻ lên và cụt xuống. Giờ tôi bẻ thử xem nó lên được bán kính bao nhiêu. Sau khi tôi bẻ miếng chặn thì chúng ta đo được là 3.5 mét, nước đều từ trong chân ra ngoài, hạt phun rất là mịn. Chiếc bếp này là lưu lượng là 60 lít/giờ nha các bạn. Khi chúng ta muốn điều chỉnh lưu lượng thì có cái van điều chỉnh này rất tiện lợi.